Nhưng mà trời, con là vương bố. Ấm vào cái gì đấy? Đâu có gì, ấm vào mét thôi mà. Ô, hôm nay đông quá. Đông. Hello everyone. Để chỗ ngồi nhá, và kể cả các bạn đang ở trên livestream, các bạn trên livestream hay là các bạn đang ở các bạn để chỗ ngồi nha. Hello. Hello. Hello teacher. Hello. 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 Các bạn nếu mà bạn nào mà chưa ăn tối thì các bạn ăn nhanh tay đi nha, uống nước đi nha, không là hôm nay phải đọc nhiều đấy. Hello. 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 Nhẹ thôi. Bây giờ em thôi. Bà. Chứ mày lừa thầy. Quay đầu lên. Quay đầu lên. Vậy là không phải cái này bạn dơ cái đó được, sao ta không dơ được? Dơ. Dơ cái gì? Dơ như thế này nè. Hello. 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 Các bạn vào nha. Hello, nào đâu, thật anh xin nó dừng. Hello, 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 đâu khổ đâu rồi. Rồi rồi à. Thế bạn nào chưa ăn? Có bạn nào chưa ăn không? Cái gì? Có bạn nào chưa ăn cơm không? Nặng lắm. Sợ không? Sợ. Đợi, tôi còn đợi một chút nữa để các bạn vào nốt nha. Nào. Cái gì? Ôi, số 3 rồi. Hello teacher. Hello teacher. Hello bạn mới ngồi 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 Hello. Hello. Ơ đâu rồi? Tắt đi. Nó bị hello. Hello. Không sao, nó đang rồi ạ. Hello, hello các bạn nha.
Đây các bạn cũng ngồi chờ một chút nhá, các bạn là đến tầm 8 giờ 5 mình bắt đầu bài học nhá. Ăn cơm rồi. Con mày ở đây à? Yes.
Rosa. Phù, bây giờ thì các bạn mới tắt mic được hết. Lớp mình hôm nay quá đông và con số vẫn chưa ngừng. Bây giờ cô sẽ mở livestream để cho các bạn ở trên livestream cùng học nữa nha. Các bạn đợi một chút nha để cô mở livestream nhá. Nào, bây giờ ngồi ngay ngắn cô thấy nhá. Nhật Phong là ngồi ngay ngắn là có cái mic rất là đẹp. Đấy, Nhật Phong có cái mic quá đẹp luôn. Mic đen. Nào, Ngôi, Khôi và Hiền. Nào. Đó, Khôi và Hiền. Nên là sao các bạn vào sớm hơn nhá. Các bạn vào muộn quá. Lần sau là mình cứ vào sớm hơn nhá. Mình vào sớm một chút nhá. Để mình bắt đầu nhá. Tìm ra cho tôi. Marketing tips. Chà ôi. Trời ơi đông quá. Nào các bạn ở Linh Châu ngồi chưa? Vẫn còn có bạn vào. Ai gu không biết có ở đâu nhỉ. Tìm được thầy Quân rồi nhưng mà chưa biết tìm được thầy Quân rồi nhá. Các bạn ơi chuẩn bị chỗ rồi chưa nhỉ? Mình chuẩn bị học rồi nè. Ôi trời okay. Rồi nào các bạn, nếu mà các bạn nào vào thì bây giờ không vào được nữa đâu nha. Các bạn là chuẩn bị lớp rồi nè. Rồi. Make calls.
Rồi. Ok, cả lớp ơi, mình bắt đầu bài học nhá. Bạn nào sẵn sàng bắt đầu bài học thì say yes cho cô nào. Hôm nay cô có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn trong bài sắp tới. Yes, Bảo Nhi say yes, các bạn say yes cho cô nào để cô còn biết nào. Yes, Hoàng Tú, Trần Long Vũ, rồi Hồ Minh Khuê, yeah, Phước rồi. Thì bài tập vừa rồi là cô có dạy cho các bạn biết là cách để mình có thể là hỏi đây là cái gì, và câu thứ hai hỏi về màu sắc, đúng không nhỉ? Đúng không? Đúng không? Dành cho các bạn chưa biết thì các bạn có thể xem lại ở những cái buổi học trước, là video buổi 1 và video buổi 2. Còn những bạn mà đã học 2 buổi rồi thì các con đều biết được là hôm trước mình học 2 cấu trúc câu, gồm hỏi về đây là cái gì và câu thứ hai là hỏi về màu sắc, đúng không nhá? Đó, rồi, yes. Yes, ok. Tốt, và các bạn đều nhớ hết. Thì trong những bài tập vừa rồi các bạn có nộp cho cô, các bạn có nộp cho cô ấy, thì có rất nhiều bài rất là tiềm năng. Rồi, có nhiều bài rất rất là hay. Có nhiều bài mà xuất sắc luôn, mà cô thực sự là cô không phải chữa một tí gì luôn. Các bạn học quá chăm thì mình xin tuyên dương một số bạn sau, như là bạn Hiền nhá, bạn Hiền và bạn Ngân này, bạn Hiền bạn Ngân này đấy, và bạn Hữu An đó. Hiền Ngân và Hữu An đâu nhỉ, các bạn đã comment ở trong box chat cho cô nào. Rồi rồi đó. Thì cô cho các bạn nhá. Các bạn có nghe nhỉ? Bây giờ các bạn sẽ thử nghe một đoạn bài tập của bạn Hiền trước nhá, để mình xem là trong quá trình làm bài tập của bạn đấy này, hay là trong quá trình ôn luyện của bạn đấy, thì các bạn đấy đã đạt được những thành quả gì nhá. Nào, bắt đầu trước tiên là bài của bạn Hiền nhỉ. Teacher, my name is Hiền. I'm 8 years old. What is this? This is a backpack. What color is this? This is a red. Yes. What is this? This is a book. What color is this? This is a yellow. What is this? This is a pencil. What color is this? It's black and yellow. Yes. What is this? This is a ruler. What color is this? This is a white. Yes. Rồi, các bạn thấy bạn Hiền nói hay không? What is this? This is a pen. What color is this? This is a blue. What is this? This is a eraser. What color is this? This is a white. What is this? This is a marker. What color is this? It's blue. What is this? This is a crayon. What color is this? It's green. Bye bye. Trời ơi, các bạn biết không? Bạn Hiền đó, đây là bạn Hiền, bài làm của bạn Hiền. Thì bạn Hiền chỉ mắc đúng 2 lỗi duy nhất thôi. Thứ nhất là bạn đã sử dụng là eraser, có nghĩa là một cục tẩy, thay vì mình phải dùng từ un-eraser. Và lỗi thứ hai của bạn ấy là thi thoảng khi bạn nói về màu sắc thì bạn lại cứ thêm ở đằng trước. Thì cái đấy là gọi là bạn ấy thuận miệng bạn nói. Thì cái này cô cũng đã comment ở dưới rồi để cho bạn ấy sửa. Nhưng mà nhìn chung là bài của bạn Hiền ấy là bạn nói rất là rõ ràng, đúng không nhá? Không mất một chút âm gió nào. Và cái sự tự tin của bạn ấy thể hiện ra ấy, đúng không? Đó, thì các bạn nhá, các bạn nào mà muốn được nói như bạn Hiền không?
Có bạn nào muốn mà nói được giỏi như bạn Hiền không? Say yes cho cô nào. Yeah, trời ơi, yappy. Rồi, yeah. Thôi bà Hiền. Rồi, đó thì trong quá trình làm bài tập của các bạn em mình, đương nhiên là mình sẽ không thể tránh khỏi những cái lỗi, đúng không? Một số lỗi nhỏ xíu thôi. Thì các bạn chú ý cho cô nhá. Cô nhắc lại một lần nữa thôi, một lần rất quan trọng thôi, là khi chúng mình đọc hay chúng mình phát âm thì mình cứ thế nào nhở? Nói chậm thôi nhá. Chúng mình hãy bắt đầu từ việc nói chậm để những cái âm đuôi này đó, hay là âm gió này đấy, rồi là những cái cấu trúc câu đấy, các bạn không bị nhầm lẫn nữa, được chưa? Mình ở đây là mình học phát âm, mình ở đây là mình học giao tiếp, mình ở đây là mình học từ những cái dễ nhất đó, cho nên là các bạn cứ rèn luyện từ từ nhá, để có những cái bài nói mà hay các bạn nha. Nào rồi, sau khi chữa một bài của bạn rồi thì có bài bạn An này, thì các bạn nộp bài cho cô nhá, các bạn nộp bài cho cô. Và nếu mà bạn nào mà tự tin thì super kid, thì các bạn hãy hashtag super kid như bài của bạn Phương Ngân nhá. Đó thì chủ nhân super kid tuần vừa rồi là bạn Lục Long đó, chúc mừng bạn Lục Long nhá. Đó thì khi mà các bạn mà có giải thưởng tuần này rất là vui, các bạn có rất nhiều quà. Đấy, thì các bạn hãy cố gắng làm bài tập, gửi bài và để thi để lấy quà như bạn Long nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu bài học của mình ngày hôm nay. Là các bạn sẵn sàng để học bài hôm nay chưa? Bài hôm nay sẽ là một bài mới, An Viên lớp cô Ngọc. Đó, bài hôm nay sẽ là một bài mới, nhưng mà vừa dễ mà lại vừa khó. Vừa dễ mà lại vừa khó chưa? Đó. Đó, thì trước hôm nay mình phải học lại từ bảng chữ cái. Nào, 156 bạn. Đó, mình sẽ phải học lại từ bảng chữ cái các con nhá. Bạn nào biết học nào? Bạn nào? Ôi, các bạn biết hết bảng chữ cái rồi. Các bạn biết hết bảng chữ cái rồi á? Ừ, nhưng mà các con biết sao không? Mình chỉ thuộc thôi, chưa đủ. Đó, kể cả các anh chị phụ huynh nhá, cũng như là các bạn lưu ý này, mình chỉ thuộc thôi là chưa đủ. Đấy, thì mình sẽ phải học sao mà từ những bảng chữ cái mà các con mà phát âm chuẩn nhất. Đâu bây giờ nếu mà bạn nào mà biết là các bạn đọc được thuộc rồi thì cô mời một bạn nào nào, các bạn giơ tay nào, raise hand please. I need a student. Có cần một bạn học sinh nào? Có cần một bạn nào giơ tay nào? Đâu? Bạn nào giơ tay? Ồ, bạn Quang Tiến, bạn Vũ Lan Phương là bạn Quang Tiến mà, bạn Quang Tiến nào? Đâu cô xem nào, bạn Quang Tiến. Đây cô, để cô mở mic cho Quang Tiến nhá. Ồ, đông quá nhỉ, Tiến. Sao nó cứ hiện mo này? Rồi, bạn con Tiến như là khó mở mic ấy. Thì bây giờ cô xin mời một bạn khác nhá. So, nào, bây giờ thì để có thể chắc chắn là các bạn đều đọc được thì cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc từng bảng chữ cái một, mọc từng chữ cái một sao cho chuẩn nhất. Và các bạn nhẩm theo cô nhá, các bạn nhẩm theo cô nhá. Nào, so, the first letter, nào, chúng ta có from A to Z. Yeah, from A to Z. Yeah. The first, we have A.
Nào các bạn ở các bạn trong lớp đọc cùng cô nào. A. A. Đó, nhiều bạn sẽ đọc là A này. Nhiều bạn sẽ đọc là A, A, A. A not, nó không phải như thế nhá. Không phải A đâu. Không chỉ là A đâu. A. A. Now repeat to me. 3 2 1 A. Các bạn đọc nào? Các bạn đọc là bây giờ cô nhìn xem nào, các bạn có nhẩm mồm không nào? Các bạn có nhẩm qua không nào? Đâu, cô xem. Chả thấy bạn đọc theo. Đâu, anh Dũng Tít? Anh Dũng Tít đâu? Sao không thấy đọc theo? A. Cái này không. Rồi, bạn Vũ Bảo đâu? Đây, bạn Diệp, Diệu Anh đang đọc theo này. A. Nào các con đọc theo cô nào. A. Nào, cố gắng nào. A. Rồi, tốt lắm. Tiếp tục nha. The next letter. B. Nào, đọc lại nào. B. Chứ không phải là nhiều bạn sẽ đọc là B, 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 B. Giống tiếng Việt đúng không? Giống 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 tiếng Việt đúng không? Đây là lý do tại sao mà các con, đây các anh chị lưu ý nhá, cũng như là các bạn nhá, các bạn đang học nhá, thì lưu ý này. Đây chính là lý do tại sao. Lý do tại sao mà các bạn không phát âm được âm gió đấy. Là tại vì các bạn cũng đã quen, nhiều bạn đã quen được việc phát âm tiếng Việt rồi. Cho nên khi bạn học tiếng Anh thì bạn cứ ôm cái âm tiếng Việt vào đúng không? Thì mình phát âm chuẩn Anh một chút nha. Chuẩn tiếng Anh nhá. Nào đọc cho cô nào. B. B. Nào. 3, 2, 1. B. Rồi, tốt lắm. Cô thấy các bạn đang nhẩm theo rất là đông rồi. Đó. Now, the next letter. Now. C. Nguyễn Thị Kim Ngân đọc nào. C. Đó. Nào, các bạn đọc theo nào. C. C. Nhớ nha. C. Rồi, C. Good. Rồi, tiếp theo nào. Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Bởi vì nhá, âm gió, âm đuôi đúng không? Rất nhiều các âm đuôi ở dưới toàn là phụ âm đúng không? Đây, thì chúng mình phải đọc chuẩn. Từ bảng chữ cái này, mình không thể nào mà chỉ có đọc mỗi A, B, C, D, F, G được. No, 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 like that. No, like that. Nếu như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ mình có thể đọc được âm gió chuẩn đâu nha. Đây, mình sẽ bắt đầu tiếp tục học chậm thôi nha. Nào, tiếp tục. D. Nào, cả lớp đọc theo nào. D. Đó, nào. D. Ok, great. Cô đang nhìn thấy rất nhiều bạn đang đọc theo. Bảo Ngân lại để cái mặt nạ, cái khẩu trang ấy. Có cái mặt nạ khẩu trang này, sao có biết là Bảo Ngân có đọc hay không? Bảo Ngân bỏ cái đấy đi nha. Rồi, nào, đọc cho cô nào. Cả lớp đọc cho cô nào. D. Rồi, các bạn phải luyện đọc cùng nha, chứ không phải là các bạn chỉ ngồi xem đâu, chỉ ngồi xem là mình không học được đâu nha. Nào, D. 3, 2, 1, D. Rồi, tốt lắm. Trời ơi, nhìn thấy các bạn đọc. Tiếp tục nha, một âm dễ hơn rất là nhiều. E. Repeat to me. E. Yes. Có bạn nào mà đang lần đầu học bảng chữ cái không đấy? Bạn nào đang lần đầu học bảng chữ cái, comment cho cô xem nào. Cô ơi, Linh Phây không ạ? Nhà em học được vài phút là bị out. Có ạ. Teacher Quân hỗ trợ mình nhá. Teacher Quân hỗ trợ mình nhá. Có phụ huynh bị out nhóm ạ. Rồi, có bạn nào? Ôi, Giang Minh chưa bảng chữ cái ạ. Ai chờ bảng chữ cái? Trời ơi, đấy, khổ thân không? Nào, tiếp tục nào. Thế hôm nay mình học cố gắng nhá. Các con nào ghi ở vở nhá. Cái này cô đọc dạy chậm thôi. Các con ghi ở vở. Bạn nào chưa biết thì các bạn đọc theo và viết vào vở nhá. Nào, tiếp tục. F. Look at me. Nào, look at me. Đây, nhìn rõ. Nếu mà các bạn nhìn rõ khung hình của cô đúng không? Thì các bạn hãy luyện theo khẩu hình miệng của cô nhá. 3, 2, 1, F. Đó,
răng để răng trên chạm vào môi dưới. Nào, repeat to me. F. Nào, lại nào. Again. F. Các bạn có thấy có cái hơi bật ra không? Các bạn có thấy có cái hơi bật ra không nào? 3, 2, 1. F. Ôi, cảm nhận được gió thổi vào tay luôn ý. Đó, thì lúc đấy mới gọi là đọc chuẩn chưa nhờ? Tiếp tục. Say G. Nào, ok. Now, the next letter. Có biết nước mắm nước mắm là gì không? Đấy, các bạn lại rất hay đọc là gì. Nào, ok. Bạn nào mà đọc là gì thì giơ tay nào nhiều lắm. A, B, C, D, E, F, G mà. Đấy, bạn nào cũng G, G. But not. Nào, ok, đọc lại cho cô nào. Các bạn đọc chuẩn từ này cho cô nhá. G. Now, repeat to me. G. Em không mở được camera được, màn hình không thấy cô, chỉ nghe cô nói. Ừ, tại vì là đang rất là đông. Ừ, đang rất là đông cho nên là sẽ không nhìn thấy cô đâu, chỉ thấy là cô đang lướt lướt hình ảnh các bạn để chuẩn để kiểm tra xem các bạn có đọc không ấy mà. Đó. Còn camera của bé không mở được thì không sao. Hôm sau con cố gắng con mở nhá. Còn hôm nay chưa mở được thì thôi nha. Con để tên nhá. Đừng để là Galaxy, cô không biết là bạn nào đâu. Đó. Nào, tiếp tục mình đọc lại nào. Repeat to me nào. Quay lại bài học nào. Repeat to me nào. Letter G. Say again. G. Nào, cả lớp đọc đúng thanh nào. 3, 2, 1. G. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời. Đây, cô nhìn thấy các bạn đang đọc rất là đông. Nào, lại một lần nữa nào. G. Nào, không, đừng ngại. Trời ơi, có mỗi cô nhìn thấy các con thôi. Thật, có mỗi cô nhìn thấy các con thôi. Con biết hôm nay lớp mình có bao nhiêu người không? Lớp mình hôm nay gần 200 người. Lớp mình hôm nay gần 200 người. Cho nên là không ai nhìn thấy các bạn đâu. Chỉ có cô Ngọc nhìn thấy các con thôi. Nha, tự tin lên nha, nhầm nha, không chỉ nữa cô gọi lên bảng á. Ok, now one more time. G. Yes, ok, good. Now, từ này giống chữ hờ tiếng Việt đúng không? Rồi, now it. A little bit hard for you to speak out loud this letter. Yeah. Có một chút khó cho các con khi mà phát âm cái chữ cái này. Nó giống số 8 ý. Rất nhiều bạn nhầm lẫn. Đó. Không phải là cứ A, B, C, D, F, G, S, I, C, K, L, N, O, P đâu nhá. Mình sẽ không học như thế. Mình học từ từ thôi. Nó khác với số 8 là S. Đúng không? S. Còn ở đây. Âm này đọc là H. 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 Đấy là lý do tại sao mà cô nói là âm đuôi, âm gió rất là quan trọng. Chỉ cần sai một tí thôi là mình sang từ khác rồi nhá. Các bạn trên livestream cũng vậy mà các bạn đang học trên lớp. Đấy nha, là mình đọc lại nhờ, mình lưu ý cho cô nào. It. Chờ nào. It. It. Yeah. Bạn nào đang đọc rồi? Có bạn nào đang đọc không? Nào, đọc lại cho cô nào. 3. 2, 1, 8. Ok, rồi tốt lắm. Hôm nay nha, mà đọc thuộc được cái bảng này là cũng đau hết cả quai hàm đấy. Chứ không phải bình thường đâu nha. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục nào cả lớp ơi. Nào, từ này thì rất là dễ đọc thôi. Đó, nào cả lớp đọc cho cô nào. I. Đọc lại, repeat to me. I. Nào, cô xem một loạt xem nào. Có bạn nào đang đọc không? Toàn thấy các bạn nào. Đọc nào, bạn Nguyễn Quỳnh Anh nào. Bạn Nguyễn Quỳnh Anh thử đọc cho cô nào. Nguyễn Quỳnh Anh mà đang ngồi với mẹ ấy. Hai mẹ con đang ngồi ấy. Đây, nhưng mà không thấy đọc theo nhá. Nguyễn Quỳnh Anh đâu. I. Rồi, đâu? Rồi, thấy cả mẹ cả con đọc rồi. Ok, nhớ nhá, con đọc theo bài nhá. Hoàng Vinh Khang lớp 2 nào, con thử đọc cho cô nào, cô xem nào. I.
Ông Minh Khang là chỉ nhìn thấy mỗi mắt thôi. Rồi, tốt lắm. Các bạn nhớ nha. I. Mà trong tiếng Anh, I nghĩa là tôi. Tớ, đúng không? Mình. À, rồi, I. Nhớ nha. Rồi, các bạn nhớ nhẩm theo nha. Xong nha, tí nữa bắt đọc lại cả bảng này. Nhiều bạn không nhớ đâu. Rồi, tiếp tục. À, có bạn nào biết từ này không? Bạn nào biết? Con xin phép đi vệ sinh cô nhé. Ừ, cho phép Quang Tiến đi vệ sinh. Có bạn nào biết đọc chữ cái này không? Giơ tay cho cô xem nào. Đâu? Bạn nào giơ tay? Tâm. Bạn nào giơ tay? Đâu Khôi và Hiền nào? Khôi và Hiền mở mic nào. Hello. Hello. Yes, okay. Hiền right. Hiền đấy không con? Hiền đấy Khôi đấy. Khôi Hiền nào? Yeah, so Hiền, tell me, can you speak out loud this letter for me, please? Con chưa có quên từ này rồi ạ. Okay, yeah, I know, so rất nhiều bạn không biết đọc chữ cái này đâu. Nào, thế con Khôi có biết không? Khôi, do you know this letter? Khôi, do you know this letter? Khôi có biết không? Con quên đấy, bạn nào quên không thấy? Tại vì có biết ngay khi mà cô dạy một loạt ở trên thì chắc chắn là bạn nào cũng biết rồi, nhưng mà cứ đến chữ cái này là nhiều bạn quên lắm đấy, cứ bảo là A B C D E F G đấy, cứ đọc cho cô bây giờ lại quên rồi. Nào, biết tại sao mà các bạn hay quên không? Lại tại vì trong tên tiếng Việt của chúng mình á, mà mình cần hay phải đánh vần ấy, thì lại không có cái chữ này. Đấy, không có cái chữ cái này cho nên là nhiều bạn sẽ quên. Đúng không nhỉ? Rồi, nhiều bạn sẽ quên. Rồi bây giờ thế bây giờ là bạn nào nhớ giơ tay cho cô? Bạn nào nhớ ra rồi? Ôi giời ơi, bây giờ có cần phải lục sách lục vở không? Bạn nào nhớ ra rồi giơ tay cho cô nào. Raise hand please. Raise hand. Nào bây giờ cô thử mở bạn bạn Ngân nào, bạn An ơi, bạn Ngân đúng không? Bạn An bạn Ngân nào. Đây. Ao sổ. Ôi thế đây An hay là Ngân đây? Who are you? What's your name? Con. Oh, what's your name? Ngân à? Con là An. Ta là Ngân. An. Yes, thank you An. Thank you so much. So, can you speak out loud this letter for all the member here? Con có thể đọc to cái chữ cái này lần một lần nữa cho các bạn nào. 3, 2, 1. Yay! Great job! High five! Thank you so much. Yeah, Jay. Nào, cô cảm ơn hai bạn nha. Trời ơi, đấy chưa? Nào, cả lớp nào, các bạn nhớ chú ý nha. Nào, Jay. Nào, 3, 2, 1, J. Các bạn nào, kể cả các bạn trên livestream cũng như các bạn đang học trong lớp nào, đọc theo cô nào. J. Ok, nó khác với từ này nhá. Đây là G. But this is J. Ok. This is G. But this is J. Is different. So different. Rất là khác nhau nha, rất nhiều bạn nhầm lẫn rồi, cô lưu ý đấy. Sau mà lại quên mất thì là lại chữ Ngọc, chữ đổ cho cô Ngọc nhá. Có bạn nào mà không, bạn nào quên không? Bạn nào quên phải comment ngay để cô còn đọc nhá, cô còn dạy lại nhá. Ok, so the next letter. Con xin phép đi vệ sinh. Ôi, trong giờ học, con xin phép đi vệ sinh.
Quỳnh Anh nhỏ no. Thôi Quỳnh Anh đi ra ngoài đi. Đọc để tôi làm cross lại nhé. Ok. Ok. So. Bây giờ mình sẽ phải mở xem nào. Bây giờ tiếp tục nhỉ. Mình thử xem đây trà. Rồi, ôi Võ Văn Thái làm sao ấy con? Đó thì mình bây giờ hỏi một chút nào. Rồi, Hoàng Tú Phương nào. Bây giờ mình học được mấy chữ cái đầu tiên là đã bắt đầu nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi, trời ơi, cô nha, bây giờ đấy thì các bạn, mình có A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Đúng không? À, S-I-J thôi, chưa đọc K đúng không? Who's calling? Bây giờ cô cần tìm thầy Quân để có thể lên livestream cho các bạn nhá. Where is teacher Quân now? Cô ơi, con trả lời ạ, Bảo Ngân ạ. Bảo Ngân à? Aigu, Bảo Ngân à? Các bạn nào, các bạn tự nhẩm lại nào, các bạn tự nhẩm lại cho cô nào. A, B, C, D, E, H, I, J. Yes. Ok. Nhớ nhá cho cô nhá. Now, repeat again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok, great. Nào tiếp tục. The letter K. Từ này thì rất nhiều bạn lại cứ hay nhầm nhá. Đấy, từ này rất nhiều bạn rất hay nhầm. Cây. Cây. Cái cây ấy. Ôi mà nhiều khi sửa mệt lắm. Sau này các bạn đánh phần sửa mệt lắm, đúng không các bạn? Có bạn nào mà thấy mình hay đọc là cây giơ tay. Cô ngày xưa cũng đã từng đọc là cây. Cô giơ tay trước. Đúng không? Nhiều bạn đọc là cây. Ok, bạn Đăng Khôi rất là đấy, nào bạn nào ai cần giơ tay cho cô xem nào để cô biết. Ok. Đó thì đấy chưa? K. Đó các bạn đọc nào. K. Ồ, hơi khó đấy nha, không dễ đâu ấy. 3 2 1 K. K. Ok, K. Ok. K. Nào, con đọc cho cô. K. Rồi, con đọc cho cô tốt lắm. K. 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 Ok, các bạn nha, các bạn nhớ nha. Không có đọc là cây mà phải là K. Ví dụ nha. Từ này. À, nếu mà bạn nào mà học giỏi ấy, là các bạn biết từ này không? Cái bánh đúng không? Đọc là, nhiều bạn đọc là cách. Đúng không? Bạn nào đọc là cách, giơ tay. Các bạn chỉ đọc là cách thôi. Mất cái âm đuôi của cô. Mà âm đuôi là đấy, chính nó đó. Chính là nó đấy. Cake. K. Các con hiểu tại sao chứ? Bắt đầu mình hiểu tại sao không? Mình lại nói mà nhiều khi người nước ngoài không hiểu không? Lý do đó.
cake. Đó. Nào, đọc lại cho cô Lê rồi này nào. Cake, các loại cả lớp đọc nhau nào. Cake. Nào. Hít một hơi là tại vì đọc nhiều quá, phải đọc nhiều quá nên là hít một hơi. 3 2 1 cake. Đâu tôi xem một loạt xem nào, bạn nào đang luyện đọc đây? Bạn nào đang luyện đọc? À, kiểm tra. Không phải là cứ thấy 200 người mà là đông rồi cô không kiểm tra đâu nhá. Ok, rồi. Nào các bạn luyện đọc cho cô nào. Ok. An Viên với cả anh trai ngồi cứ tranh nhau cái máy tính là không học được đâu nhá. Rồi, ok. Good job. Ok, well done. Trong chat có gì đây? Okay. Okay. Okay, great. So, the next. L. Okay, repeat me. L. Lưỡi ở trên hàm trên. Nào. L. L. U trời ơi, Tiến Sang đâu? Cô nhìn thấy mỗi mặt của mẹ Tiến Sang thôi, cô ấy không nhìn thấy Tiến Sang đâu cơ. Thế mới tài cơ. Đấy, Tiến Sang lớp 1 ấy, bị mờ ấy con. Rồi, rồi. Rồi, Tiến Sang đọc thử đọc cho cô nào. Thử mấp máy cái môi cô xem nào. L. Cô nhìn thấy rồi, cô nhìn thấy rồi. Rồi, ôi dồi ôi. Tiến Sang, L. Rồi. Đó nào, bây giờ thử sang Quang Bình nào. Quang Bình đâu? Quang Bình lớp 2 đâu rồi? Rồi. Bài khó mà. Tuấn Cường Gia Minh đâu? Tuấn Cường Gia Minh đâu? Ngồi nhìn vào đây. Nha. L. Rồi, tốt. Cười tiếp mắt đó, bây giờ đi ra trong nước. Bài khó mà, cô bảo là đâu bạn nào bây giờ thấy khó có cười tiếp bắt à. Ui, lại cứ cô ơi, con biết rồi. Con biết ngay và lần nào con dạy được cái bài này cô cũng biết là mấy cái con biết rồi là phải học lại hết. Nha. L. Rồi, các bạn không? Đâu, con đọc cho cô nào. L. L. It is. Đâu con đọc lại cô nào. L. L. Đâu L. L. Giống cái L của mình này. Nhưng mà lại mình lại đọc điệu hơn một chút. L. Cái lưỡi đặt ở trên nằm trên. L. Rồi. Đó, bạn nào đọc cho cô nào, random một bạn cho đọc cho cô nào. Tại vì là bây giờ cô không phải co-host cho nên là cô không thể mở mic cho các bạn được, phải có một người khác mở mic. Rồi, thế con đọc được từ này không? Ngọc Ngà giơ tay cao lắm. Cô Ngọc Ngà của cô đâu rồi? Đang định mở mic cho Ngọc Ngà thì lại Ngọc Ngà lại đi đâu mất? Thế tôi xem nào. Nó toàn hiện mo thôi, nó lại trả cho cô mở mic. Khổ thế cơ. Teacher Quân hỗ trợ mình nhá. Teacher Quân hỗ trợ mình nhá. Quang Bình. Nào, L. Tiếp tục. L. Đâu? Where? L. 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 Ôi dồi ôi, đúng rồi, mãi mới được cái từ này. Đúng luôn là repeat again, again, again please. L. Ôi trời ơi, đấy, thế là cô giáo dạy mãi là được từ này rồi. Ôi cô cảm ơn nhá. Đấy các bạn thấy không? Đâu phải là mình học liền tù tì mà mình được đâu, đúng không? Mình học kỹ. Rồi, cô cảm ơn nhá. Thank you so much. Okay. Now. The next. The next. M.
Em. 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 Rồi. Em từ này dễ rồi đúng không? Có bạn nào nó mở mic các bạn nào mở mic á? Who is the turn on your mic? Mình tắt mic nha, mình tắt mic hộ cô nhá. Ok. So em. Từ này dễ rồi, em. Ok, rồi cả lớp. Ok. Em. Em. Ok, bạn nào who is talking? Bạn nào đang được mở mic vậy? Tại vì cô không phải là Ngọc Ngà. Tại vì cô không phải là câu host cho nên là cô sẽ không thể dùng tắt mic cái mic cho các bạn được. Cho nên là các bạn lấy cho cô nha, các bạn dùng xong các bạn tắt mic cho cô nha. Ôi, em is mommy. Trời ơi, hay quá, chuẩn luôn. Nào, bây giờ tiếp tục. Oh. Okay, great. Tiếp tục. P. 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 Okay. Okay, so P. Nào, tiếp tục. Q. 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 Cô ơi, cô gọi tên Bảo Hân với. Bảo Hân đâu? P, paper, ok. Oh, dog, oh no. P. Nào, Q, Q. 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 Phúc Khánh. Hello, Phúc Khánh. Q. Ok, Phúc Khánh hôm nay đọc bài nha. Rồi, Q. Q. Okay, good boy. Now, the next. Q. Nào, các bạn comment cho cô. Các bạn comment cho cô. Q4. Nào, có cái từ nào bắt đầu bằng chữ Q này không? Vì các bạn, ví dụ cô trước. Các bạn comment cho cô nhá. Q. Nào, bây giờ bạn nào biết từ, ví dụ như cô biết là từ Queen. Đấy, Q4, Queen. Có bạn nào biết từ khác không? Queen. Cô có trong chat đấy. Nào cô vẽ đây nhá. Nào Q4 Queen. I'm sorry. Chữ xấu quá nhỉ. À Q4 Queen. Đấy là cô Ngọc rồi. Mẫu của cô Ngọc rồi. Ôi cái chữ của cô nó xấu quá các con ạ. Các bạn đừng viết chữ xấu như cô Ngọc nhá. Viết chữ xấu như cô Ngọc là mẹ với cả các cô khác đánh gãy tay ấy. Không được đâu. Nhà, ôi bạn nào bây giờ mới vào lớp vậy? Ok, nào, papa. Ok, thank you, teacher Quân. Ôi, các bạn raise hand, ok. So, now, Q. Sao lại pencil? Pencil đấy là P nha. Đấy, tôi biết ngay, cô biết ngay, cô biết ngay mà. Nào, phân biệt cho cô. Q. P. O. Yes. Đấy chưa? Dễ nhầm lẫn đúng không các con? Đây nha, đây là P. P. It is P. Pen. But this is Q. Q. À, con nhầm. Phạm Khánh Hà lớp 2 còn nhầm. Rất nhiều bạn nhầm. À này còn đấy, đâu cả Quang Bình cũng nhầm thế này. Đấy. Nào ok, nào tiếp tục nào. Nhớ nha các bạn nha, các bạn đang xem bài hay là các bạn đang trong lớp học này hay các bạn trên livestream nha. Các bạn nhớ nha. Ôi dồi ôi, lại có bạn đọc là o. Không phải là o, it's not o, không phải chữ o trong tiếng Việt đâu các con. Not. Ok, hôm nay cô Ngọc sẽ hướng dẫn các con đọc nha, cho dễ nào. Nó là chữ a, đúng không? Con mở khẩu hình. Các bạn mở khẩu hình những chữ a cô nào. A. Nhưng mà lưỡi các bạn uốn vào trong.
đúng không? Khi mà lưỡi các bạn trọng chặt ở họng, các bạn giống kiểu một cái làn chắn ấy, đúng không? Các bạn luyện ui thế là nó chuẩn cái âm này luôn. Ok, vâng rồi. Nào bạn nào chưa, các bạn luyện ngay cho cô nào, luyện ngay cho cô nào. Rồi gần đúng nha, luyện thêm nha. Tiếp tục. Ok. So, the next one, S. Cô xem một vòng lớp nào, S. Các bạn luyện theo cô nào. 3, 2, 1, S. Nào, S. Phạm Thái An đang đọc rất tốt rồi, S. Ok, S. Good. Nào, các bạn đọc theo cô nào, các bạn nào. Hít một hơi thật sâu. Cô biết là bài hôm nay rất là nặng, đúng không? Bài hôm nay rất là nặng bởi vì các bạn sẽ phải đọc chuẩn để lúc sau mình học nó còn dễ hơn ý. Đó, cho nên là mình cũng hít một hơi thật sâu. Bạn nào có nước, ra uống nước. Bạn nào có cốc nước, đấy, ra uống nước cho cô nha. Kể cả các bạn trên livestream, với cả các bạn đang trong lớp học nha. Các bạn đi ra chạy nhanh ra uống nước nào. Hôm nay là mình phải đọc rất là nhiều. Mình phải đọc rất là nhiều thì mình mới quen được, đúng không nhờ? Rất là thương nhưng mà cố gắng lên các con nhá. Rất là thương nhưng mà cố gắng lên các con nhá. Nào, tiếp tục nào. S. Nào, Thái An đâu? Thái An là chỉ ngồi thôi nhá. Thái An đâu nhờ? Cả bố cả mẹ ngồi cạnh ở. Thái An với cả chị gái đúng không? Nào, S. Ok, S rồi. Rồi, go, tốt lắm. S, đây các bạn ở trong tiếng Việt nào. Các bạn comment cho cô. S for. S thì mình có cái gì? Có từ gì mà bắt đầu chữ S? Red á? Ôi dồi, 35 bạn giơ tay. S có gì? Nào, có từ gì với từ S nào các bạn? Các bạn comment cho cô nào. So, ui, sun, soccer, ui, quá chuẩn luôn. Sun, see, set, ok, so, ok, soccer, chuẩn, sunny, ok. So, small, no, something with the spam here. Soon. Sorry, nào sorry viết sai nha, hai chữ R đấy. See, soon, ok. Cô tốt lắm, đây cô sẽ lấy một từ. Spoon, cái thìa. Ok, cái bút của cô. Nguyễn Huyền. Spoon, đấy. Sorry, Sky, ôi các bạn quá nhiều từ. Quá nhiều từ quá. Snacks, mail, small, bảo ngân, chuẩn quá. Show, Phạm Khánh Hà. Ui, chà, chết rồi. Sao lớp này học giỏi thế? Học giỏi này á. School biết sai. School rồi, nào. Lớp học giỏi này á. Ôi, chết. Học sinh giờ này học giỏi thế. Nào, tiếp tục nào. Mừng quá, học giỏi này thì mừng quá. Nào, tiếp tục nha. The next letter, gần xong rồi, mình chiến đấu gần xong rồi các bạn ạ. Nào, T. Các bạn thích uống trà sữa không? Đấy, trà sữa là milk tea. Đấy, có từ tea. Đây, cô sẽ erase, cô sẽ tẩy chỗ này đi. Rồi, nào, có từ. Nào, các bạn comment cho cô nào, có từ gì mà bắt đầu bằng chữ T. Nào, T. Không đọc là thi đâu nha. Thứ nhất, một, ti, không đọc. Thứ hai, thi, không đọc như thế. Ok, nhớ nha, một khi đã được vào lớp cô Ngọc rồi, thì một buổi duy nhất thôi, dù là học vất nhất, nhưng mà nhàn sao sau này, đúng không? Nhớ nha, một buổi vất duy nhất các chị nha, các bạn này, rồi là các chị phụ huynh thân mến. Đó, dù là một buổi các con học vất nhất, nhưng từ sau buổi này trở đi, cái khả năng phát âm của các bạn sẽ khác, sẽ thực sự khác, đúng không ạ? Đó là repeat to me. T.
Cô chưa thấy nào. Là các bạn đọc theo cô nào. Bạn Vũ Lan Phương đâu? Vũ Lan Phương đâu nhỉ? Vũ Lan Phương mở mic nào. Ok. Hello Vũ Lan Phương. Con chào cô. Oh yeah. So are you happy today? Yes. Okay. So I want you to speak out loud this letter for me, please. So 3, 2, 1. T. Okay, repeat again, please. T. Okay, great. Thank you so much. Thank you. Okay, so the next person nào, bạn nào đây? Cô lại lướt một vòng. Cô lại đi xem một vòng anh Vũ đúng không? Hai anh à? Rồi nào, ask to unmute. Bạn nào đây? Anh Vũ đâu? Mở mic cho cô nào. Hello anh Vũ nào. Rồi, hello. Con chào cô. Ôi dồi ôi, thích chào cô trong tiếng Anh. Hello. Hello teacher. Ôi dồi ôi, mát hết cả lòng cả dạ ra. Now so, can you speak out loud this letter please? Now, T. T. Oh, tiếp bây giờ. Can your brother speak out loud this letter? Anh trai con có đọc một từ này không? Anh trai đâu rồi? Anh trai lại thấy em bị gọi lên bảng nên là anh trai chạy đi mất. Anh trai đâu rồi? Anh trai của bạn đâu rồi? Đâu, đọc... Ok, great. Thế thì có cái gì đâu mà phải đi đâu mất đúng không? Rồi, có thank you các bạn nha. Thank you so much. Nào, tiếp tục một bạn nữa. Xem nào. Bạn là Nguyễn Khánh Linh nào. Okay. Bạn Nguyễn Khánh Linh nào? Khánh Linh nào? Ba mươi chín bạn giơ tay để cô xem nào. Ôi dồi ôi nhiều thế này á. Ôi dồi ôi nhiều thế này cô á. Hồ Minh Khuê nào? Hồ Minh Khuê. Hồ Minh Khuê mở mic cho cô nào. Hello Hồ Minh Khuê. Oh no, I can't see you. Khuê, can you show me these letters? T, ok. Mic hơi bé nha. Con nói to một chút nào. T. Ok. Rồi, tiếp tục. Rất xong rồi, gần xong rồi các bạn ạ. Gần xong rồi. Hôm nay bài dễ lắm. You. Cả lớp đọc cho cô nào. Cả lớp, kể cả các bạn trên livestream cũng như cả lớp mình nào. Tập trung nào. Nhớ nha, tập trung nha. You. Nào, các bạn đọc theo cô nào. Là bạn nào đọc được rồi thì giơ tay nào. Bây giờ bạn xin mời bạn Bảo Ngân. Bạn Bảo Ngân nào. Hello Bảo Ngân. Hello teacher. Oh, how are you today? Ôi. How are you today, Ngân? Oh. So, thank you. I'm great today. Cô cũng rất là khỏe ngày hôm nay. So, can you show me this letter, please? You, great job. Thank you. Tốt lắm. Đấy, các bạn biết hết rồi này. Tiếp tục nào. Từ này dễ rồi. Nào, bây giờ comment cho cô. Các bạn comment xuống dưới cho cô nhá. Cái chữ you này nè, nó bắt đầu có những cái từ gì ta? Comment cho cô nào. Có từ gì? Các bạn biết không? Please. Oh, umbrella. Ugly.
Exactly. Ôi có bạn Minh Khuê nha. Vừa nãy bạn Minh Khuê bạn liệt kê nhiều từ lắm mà cô chưa kịp đọc cơ. Ôi nhanh lên nào các bạn. Under. Đấy các bạn comment trong chat. Nhanh lên. Uncle. Wow, chuẩn. Umbrella. You. You là bắt đầu chữ Y mà. Up. Up. It's me say that. Khánh Hà quá tích cực luôn. Khánh Hà hôm nay trả bài tập cho cô nha, để cô chấm nha. Ok, nào tiếp tục. Next. V. V. K thì dễ rồi. V. TV ấy. À, các con xem mà cái hay bạn là con xem TV ấy. À, TV. TV. V. Các bạn tự luyện theo cô nào. 3 2 1 V. Mạnh dạn lên nào. V. Rồi, V. Bây giờ giơ tay lên cô để cô gọi lên đọc nhá. Rồi, Đức Minh và Châu Giang đâu nhỉ? Vừa bị mất rồi. Nào các bạn raise hand nào. Bạn Đức Minh, Châu Giang. Rồi. Hello. Đức Minh với Châu Giang mở mic cho cô nào. Rồi. Hello. Oui. 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 Ok nào. Đầu tiên là Châu Giang trước nào. Châu Giang first. Oui. Ok. The next. Đức Minh Đức nào. V. Okay. Both of you. Yeah, cả hai con đúng không? Cho cô một số từ bắt đầu bằng từ V nào. Do you know? Minh Đức với Châu Giang nào có nghĩa từ nào bắt đầu bằng từ V không? các bạn comment nào, hỗ trợ cho hai bạn nào. Hỗ trợ cho hai bạn nào. Violet. Oh, đấy. VIP. VIP. Vinmart thôi. Ôi trời ơi, vest đúng rồi. Van chuẩn. Đó, thấy chưa? Các bạn hỗ trợ này cho các con này. Đấy, vest, con vẹt chuẩn. View, vase. Wow, van tốt lắm. Đó, thế nha, cô cảm ơn nha, cô cảm ơn hai chị em nha. Thank you. Tiếp tục là mình chỉ còn 4 chữ cái thôi nào. W. 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 Đấy nha. W. Đâu nhỉ? Bạn nào đọc được từ này? Mà các bạn mà cứ hay đọc luyến luyến là W. Đúng không? Nhiều bạn đọc là W đúng không? Rất nhiều bạn đọc là W rồi. Nhật Duy. Nhật Duy đọc cho cô nào. Duy, hello Nhật Duy. Đọc cái gì ạ? Ok, W. Double. Double nhân 2. W ạ. New, W. Là hai chữ U ấy. W. Nào đọc cho cô là double. Nào con đọc theo cô nhá. Con đọc theo cô nào, dễ lắm. Nào, W. Đâu con đọc cho cô nào. W. Bạn nào đọc được nào. Bạn nào đọc được nào. Giơ tay nào. Đâu nhỏ. Ôi sao từ này làm khó được nhiều anh em thế. Nhiều anh chị em là nhìn cái từ này sợ luôn. Ủa sao ta? Bạn nào đọc được? À đây các bạn comment đây. Went, what, water, word. Con Phúc Khánh à? Rồi Phúc Khánh đâu? Phúc Khánh đâu rồi? À, bây giờ mình sẽ mở mic cho Phúc Khánh nhá. Đâu người? Ok, hello Phúc Khánh. Đọc. Hello teacher. Okay. Hello teacher. So, I can hear you now. So, can you speak out loud this
letter for all the members here, please? Apple U. Không phải zil nha. Apple U. You. 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 Thế rồi, vừa nãy lại không kiểm tra ông Phúc Khánh, bây giờ Khánh lại đọc chữ này là zil rồi đúng không? Zil là từ này này. Từ này cũng đọc là you này, chứ không phải là zil đâu nha. Double U. Double U. Gần được rồi, gần ew, được rồi. Ew. You. Không phải zil mà ew. You. Ew. Yeah, ew. Yeah. Now, yeah, 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 yeah. You. Yeah, you. I and you. Uh-huh, I. You. 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 Ok, great. Đấy nha, bạn nào mà đang bị nhầm nhá. Không kiểm tra là thôi, mà kiểm tra là lại phải học lại. Đấy, nào. Hai chữ U. Ok. W. 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 Cần được, cần được. W. 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 Lại U rồi. Nào, U. Hôm nay học được cái thôi. Rồi, đấy. W. W. Ôi trời ơi, đấy. Có phải là phải luyện không? Các anh chị nhá, đấy, cả các bạn để ý nhá, phải luyện đấy, không phải tự nhiên mà mình cứ mất máy là được đâu, đúng không nhở? You, đấy, job for you, đấy, hôm nay con tự tin là mất này chưa? Ôi, vỗ tay nào, high five cái. High five nào. Rồi, các bạn à, high five nào. Rồi, quá chuẩn luôn, vỗ tay gì cả. Mãi mới đọc được. Nào, bây giờ các bạn, đây, cô sẽ đọc comment các bạn những cái từ này nhá. Wow, W đó. Ôi trời ơi, what do you do? Ồ, chuẩn. What are those? Đấy. Các bạn có những từ bắt đầu này. Cho Chí Dũng nói với cô ơi. Chí Dũng đâu? Cô chưa có thấy Chí Dũng giơ tay đâu. Đấy, bây giờ chị nào, bây giờ tiếp tục nào. Chí Dũng giơ tay lên nào. X. Các bạn đọc theo cô trước để cô gọi Chí Dũng nào. X. 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 Rồi, gần được rồi. X. Nào, Chí Dũng đọc lại nào. X. Uh-huh. Nào, con mở mic lại cho cô nào. X. Đâu, Chí Dũng nào? Chí Dũng là hello, Chí Dũng nào? Ô, Chí Dũng là so shy boy. Nào, Chí Dũng đọc cho cô nào. X. X. Gần được rồi nào. Đọc to nào. X. Rồi, tốt lắm boy. Good job boy. Tốt lắm con trai. Rồi, tiếp tục nhá. Từ này. Why. Why. Nào, từ này dễ rồi đúng không? Tiếp tục. Nào, từ này đọc gì nào, có đố các bạn đấy. Bạn đã biết. Từ cuối cùng. The last luôn. Bạn đã biết, giơ tay nào. Giơ tay mạnh dạn nào. Bạn Phước nào. Con mời bạn Phước nào. Hello Phước. Hello teacher. So, can do you notice the letter? Z. 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 Tết. Ôi thầy Quân gọi. Nào Z. Z. Nào con đọc lại cô nào. Z. Z. Zebra.
Zu. Z. Nào, Z. Zoom, đấy đúng rồi, dịch ra. Rồi, bạn nào đọc cho cô nào? Oh. Oh no. Oh. Sorry, sorry, bạn nào đọc cho cô nào? Nốt cái từ này thôi, nốt cái từ này thôi là xong rồi. Con đọc với cô nào. Z. Mời bạn Đoàn An Nhiên nào. Hello teacher. Hello. So, can you speak out loud the last letter here? Z. 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 Maybe khi thỏa ở trong miền Nam các bạn học là hay đọc là Z. Nhưng mà để có thể là không nhầm lẫn với cái từ này. Đây cũng G rồi, đúng không? Yeah, thì mình đọc là Z. 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 Thì âm gió của cái từ này là gì nhỉ? Z. Đúng không? Z. Đúng không? Rồi, Z. Z. Rồi, tốt lắm nào. Bây giờ cô cảm ơn con nhá. Thế bây giờ bạn nào mà tự tin đọc được cả bảng chữ cái không để mình kết thúc bài học ngày hôm nay nào? Zalo. Bạn con có tự tin để đọc cả bảng không? Bạn nào tự tin giơ tay nào? Bạn chữ cái hả? Ừ, con đọc được cả. Con. Ok, nào con đọc luôn cho cô nào. Từ A to Z nào. A to Z nào. A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, oh. Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, N, Z. Nào, ê, con có nhớ đoạn cuối không? Đó. Now I know my A, B, C. Let someone to sing with me. Great job. Oh, thank you so much. Đó, cả lớp mình hôm nay nha, sau một tiếng đồng hồ chiến đấu cật lực với bảng chữ cái thì mình đã có thể là nắm trọn trong tay được bản phát âm chuẩn của bảng chữ cái, đúng không? Đó, thì đâu xem nào, bây giờ cô sẽ stop share ở đây. Bài học của chúng mình hôm nay là đã kết thúc rồi. Đó, thì bây giờ cô sẽ stop share ở đây và mình gặp nhau một tí nhở. Đó, cô chúng mình sẽ gặp nhau một chút. Các con biết là ngày hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của Pantado. Giỏi quá các con ạ. Đó, hôm nay cô mới biết là các bạn là học rất là giỏi. Đấy, thì hôm nay là sinh nhật của Pantado. Thì để có thể chúc mừng sinh nhật Pantado thì các bạn comment cho cô Happy Birthday Pantado và cô chuẩn bị mở mic ở các bạn cùng Happy Birthday Pantado cho cô nhá. Được không? Yes or no? Yes or no? Yes nha. Ok, bây giờ cô mở mic nào. Share screen. Ô, mở mic cho tập thể ở đâu nhỉ? Up mic. Ô. Bây giờ phải mở mic. Đó thì bài tập về nhà của hôm nay của các con này. Bài tập về nhà của hôm nay của các con nhá, là cô sẽ gửi lại cái bảng chữ cái này, được chưa? Đó, hôm nay cô sẽ gửi lại bảng chữ cái này để mà sao? Để mà các bạn học lại này. Rồi là các bạn quay lại video
đọc lại cho cô bảng chữ cái phát âm chuẩn nhất, được không? Được không? Cái này có dễ không? Dễ khó nào? Không dễ á? Không dễ một tí nào á? Nào, ask to unmute rồi các bạn. Ok, nào. Bây giờ để tụi cô kết thúc lớp học này. Lớp 1, lớp 2 và lớp 3 để cho các bậc phụ huynh đó, các anh các chị có thể là theo dõi bài tập của các con, gửi lại vào trong nhóm giúp em để em có thể sửa những cái lỗi phát âm cơ bản của các bạn các anh chị nhé. Và các bạn gửi càng sớm thì cô Ngọc càng có cơ hội để check được bài các em sớm, đúng không nhỉ? Đó, các bạn này comment cho cô là Happy Birthday Pantado nhá, và lên trên nhóm Happy Birthday Pantado nha. Goodbye. Bye bye.